Morphication. Mày không nghĩ đây là cái quýnh vị không? Ok, lên hình nữa. Ok, được rồi. Wow, nạc rất cháy. Ok, nó chỉ có một nút start thôi và full mode sắp bị chém. Let's make the shoot. Di chuyển. Bắn à. Yeah. Đơn giản đấy. Được. Wow. Yeah, tất nhiên là phải đợi upgrade rồi. Yo. Không được gì à? Vừa nói xong. Vậy không phải chỗ nào cũng có đồ cho mình nâng cấp à? Vì lý do nào đó do mù muốn giết tất cả ma đây. Tại sao? Tại sao? Và game này liên quan gì đến thương mộ? Rộng phết đấy. Ok, nhiều đường đấy. Đây nè. Yomu không phải người bắn mà nửa ma của Yomu. Yay. Cảm sát minh giới là có thật. Mình có thể giữ chuột mà. Còn con nào à? Cool. Mình vẫn không biết mấy cái nâng cấp ấy nâng cái gì nữa. Nhìn vẫn thế. Ok, giờ ta lại quay lại chỗ kia vì mình lạc rồi.
Trên này vẫn còn cửa thì phải. Đừng xuống ở đây trước ạ. Không có gì đây cả. Funny, very funny. Chết hết đi, chết hết đi. Ồ, khu này rộng thế. Áo. Wiu, wiu. Haha, gặp phải chết. Tại sao mình chỉ còn 39 máu kìa? Tại sao SP của mình lại chỉ còn 33 kìa? Giảm 2 điểm Phantom là ý gì? Haha, 6 năm. Ok, cái này trong là cái màu xanh ở ngoài sân. Ok. Yuzuko đâu rồi? Tao muốn giết Yuzuko. À, mấy cái điểm này mình đang dần dần hiểu rồi. À. Ok. Tầng 3 Phantom Boy. Ok. Tăng bullet damage. À, cũng được. Cái gì thì mình cũng được. Cái gì? Ấn E để teleport. Ồ, nó có nhiều level. Mới level 1 là map rộng nè. Mười bảy, what the fuck? Ew, không, mình không muốn này. Thank you.
the fuck? Ok, có lẽ mình nên teleport khi mình còn có thể. Ờ, thật luôn. Thôi tao ở đây mà. Oh my god, lỗi mẹ rồi. Oh. Căn bọn nó cho một đường thẳng và bắn. Movement speed à? Đéo. Cái này được. Ờ, vẫn còn một chỗ bên dưới này. Kiếm thêm một tí nâng cấp này. Miễn là mình không bị mất gì. À. Một chỗ là sao? Lạc quá, quá lạc. Đây. Ây, clear. Nâng tao không muốn giảm tốc độ. À. Có hai cái mình không muốn ăn. Nào, level mới. Nếu mình còn nỡ đường. Đấy. Xin. Xin. Rộng thế. Không có gì nâng cấp à, men. Oh, xin. Ờ, FP mình full rồi. Ê. Giờ rẽ phải à? Ao. Chết rồi. Mình đánh giá thấp bọn này quá. Ok, lại đây, lại đây. Dưới này còn đúng không?
tận 4 cái luôn. Đấy, cũng được. Cũng được. Không nhìn thấy bọn kia chưa? Cày ít. Tao bắn từng đấy mà không cho tao một cái gì nữa. Rút lại cũng có chừng mực thôi. Fuck. Map thì nhìn loạn á. À. Ok. Wow wow wow. Ok. 18 đấy. 18 người ta không đủ mắc à. Không cần. À, cái này cũng được. Hồ hồ. Tăng tốc độ, tăng tốc độ.
30 trả lãi được ạ? Tại sao máu của mình lại 48 trên 47 ạ? Cái này cũng đáng. Máu mình nhìn không ổn thế gì cả. Ôi không, ôi không. Không, không, không. Chết tiệt. 32 trên 32. Cay vậy. À, mình phun hết mọi thứ rồi nhưng mà máu mình nhìn tệ quá. Có cách nào nâng lại không? Tôi thấy hơi hối hận đấy. Không. Mình cả thấy mình khỏe nên được tí gì hết. Lừa đảo vãi luôn. Không không, mình phải cần phải nghĩ lại tí ạ. Đấy, cái này được này. Tại sao? Tại sao? À, mình muốn tăng max human mà. Max human của tao đâu? À, mình quên mất phòng này nó chưa vào rồi. Thật luôn, mình hết chỗ rồi. Quay về vậy. You can come back later. Ý mày là sao? Ấy à, à, à. Không. À, đáng lẽ mình ăn cái này trước này rồi ăn kia sau. Wow. Mình chơi này được bao lâu rồi nhỉ? Cái này bao giờ kết thúc không? Bản đồ hay lắm. Giờ mình còn một đường thôi.
Mở đường, mở đường. What? Chết rồi. Anh ra, anh ra. Ok. Không cần. Nền đéo ổn hết. À, chết rồi. Đứng ở mấy cái góc trên là toàn bị cái lỗi ấy. Để một ngày giết mình. Tại sao toàn bắt tao? Tại sao toàn bắt tao giảm human point vậy? Tao không muốn. Không, cả cái nào đáng à? Mình thề. À. Hai chín. Wow. 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 Mày muốn gì ở tao? Wow. Tụi tao đi đâu tiếp hả?
Ồ, đây rồi. Ồ. Đi tiếp luôn. Nghĩ gì? Level 4, Area 1. Cool. Giá mà HP của mình không bé tí tẹo kìa. À. Đi đây cả. Hai chỗ trên, hai chỗ dưới. Tao muốn tăng max human cơ. Sao lại có ma từ phòng bên cạnh này? Nó đi xuyên tường được. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Tất cả phải chết. Không ai đi qua tao. Tại sao? Mình chả biết mình mất máu hay không cơ. Chắc mình mất HP nhưng mà thì nó khá thay đổi hết.
Lỗi. Quả mặt thực sự mình không muốn ở trên trần nhà gì hết. Wow, không phải trần nhà nữa mà bạn hiểu ý mình. Chết rồi, không ổn, không ổn. Phải lột. Không. Mình bắt đầu không muốn chơi nữa đấy. Game này không bao giờ kết thúc nữa. Hai cái này chồng lên nhau à? Nhìn này. Pet Air to Accept, được rồi, Pet Air Teleport. Sao nãy giờ chả có gì nâng cấp ấy? Ai? Cho ta vào. Wow, lại vậy.
Ok, mình còn 15 máu. Và thực sự mình muốn chết lắm rồi anh ơi. Cái gì đó đơn giản và ngớ ngẩn khiến mình không dừng chơi à? Oh my god. Thật là giảm maximum vậy. Ok. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Không muốn, ta muốn chạy. Yêu tạm vậy. Mình chưa check cái này à? À không. Và không. Thăm toàn giảm max human của tao ấy. Tao mới tăng max human mà. Oh my god. Mình không thể dừng lại được. Chả đáng nhé, tại sao ấy? Đùng thế à?
đây cái khu rộng nhất từ trước giờ này. Không. Không. Ờ, cái gì được. Mình không biết là mình mất hết máu thì mình mất chết không. Chắc mình sẽ không bao giờ dừng được. Mình đã định ghép cái game này vào của mấy game đầu tiên ấy. Mình chắc phải tách game này ra video riêng rồi. Oh my god. À, vẫn thế rồi. Finally. Ah, finally. Không. Chúng mày cứ rẻ, yeah, đúng là mình đang hơi ít máu ấy. À. À, cái nào ổn. Ok, level 7. À, mình sẽ tạm dừng để đi ăn tối. Ok, mình quay lại rồi. Yeah, mình cũng chơi được một tiếng rồi này. Và mình không nghĩ lúc edit mình có thể cắt được nhiều lắm. Yeah. Quay từ đây là một cái stream nhẹ đi. Rồi của mình chết đâu. Tầm này rồi thì mình chỉ muốn chơi càng lâu càng tốt thôi.
không? Ok. Mình bắt đầu nhanh quá. Giảm đi tí. Tăng lên. Được ấy. Tốc độ đi một tí nè. The fuck? Ok, mình không nghĩ mình sẽ sống lâu được. Nhưng mà đằng nào video này cũng dài quá rồi. Bằng một buổi stream luôn. Nên khi người ta chơi quá một giới hạn nào rồi thì người ta sẽ không muốn bỏ nữa và không ai tệ quá. Tí từ tình huống chắc mình sẽ quay lại lấy. Ok, mình đi hơi chậm đấy. Từ mấy cái chỗ này. Không. Ê, tốc độ này cũng được. Không có chỗ nào đứng yên được. Không, full SP rồi. Không. Nên không nên này. Mình chọn sai lầm rồi. Được. Không. Nhưng mà giảm liều quá, không được. Ồ,
Ok, tốc độ này vẫn phải sợ được. Ok, giờ SP của mình là tụt quá. Không thể cân bằng mọi thứ được. Đi tiếp. Game là mãi mãi. Không không không, là mình muốn giảm maximum để tăng max SP thêm. Yes, mình không bao giờ giữ cân bằng cái gì hết. Mình đang làm gì này? Lỗi quá, quá lỗi. Đường ở trên, nếu tao lên đấy được. Ôi không, tăng một lại không được. Tỷ vẫn không biết là mình có mất máu hay không cả. Bọn này tấn công yếu kìa. Để chắc về sau cũng chả có con nào mạnh hơn đâu. Game Jam này chỉ có diễn ra trong 3 ngày thôi nên hầu hết đều không kịp gì. Mắc Phantom. Chả cái nào đáng à. Không. The fuck. Yêu. Một con là mình mất bao nhiêu thứ? Không, không. 46, mày đùa tao.
Cái này được. The fuck. bắt đầu loạn đấy. Oh my. Mình muốn tăng max phantom cơ. Khoan đã, mình có thể quay lại. Mình muốn quay lại. Đúng rồi, có một chỗ mình phải đây không? Yes. Khoan đã, giờ mình đi nhanh quá rồi. Có cách nào giảm tốc độ không? Trong cách nào giảm tốc độ không? Khoan tập quá. Cái được rồi. Không được. Rồi, ổn, rất ổn. Ê, không đến nỗi. Nói thật nó không đến nỗi lắm. Thế là hơi quá. Is. Ok, giờ mình cần tìm chỗ tăng. Tăng cái này. Con đi vậy. Ôi, thôi quay về. Mẹ cái con vẫn còn đi xin tường này. Ồ, mắt này nhìn ghê đấy.
Không có gì cả luôn. Wow. Không. Không cần. Ok được. Rồi cái này. Yeah. À, hơi chậm quá. Hơi chậm quá. Đừng có một thứ mình không bao giờ giảm. Đó là cái này gọi gì? Mạnh à? Yeah, bullet damage. Cái đấy không bao giờ mình giảm. Hai cái này đều tăng human point. Ok, giờ mình cần tăng tốc độ rồi. Nếu mình thay đổi human point lấy nào tốt tốt đấy. Rồi quay ở đây rồi. Gì nữa nè, chỗ này. Hai cái này cả HP lẫn SP của mình được full rồi. Mình muốn tăng tốc độ cơ. Tăng tốc độ cơ. Đây rồi. Đây, xuyên tường đi cho tao nào. Xuyên tường nào. Rung lắc này hơi mạnh. Không nhìn ra gì nữa. Auto luôn rồi á. Sớm vậy. Được. Không. Không. 3, 7, 3, 8. Cái này lỗ rồi gì á. Mình giảm một đam và tăng được 0,07 tốc độ. Lỗ quá. Vẫn lỗ. Mình đang nghĩ. Ok.
quay tàu tìm chỗ nào tăng Phantom Point và Phantom Point, Phantom Point. Phantom Point rồi. Và cái tiền chỗ này. Yeah. Yeah. Lãi quá. Không thể lãi hơn. Ờ full này đâu. Cái con ma ấy khiến mình mất SP, cái cảm ơn máu gì cả. Mình là chúa. Không đời nào. Tin được. Mình chỉ định chơi một game quá chữ FOMO và không hiểu sao nó kéo dài tận 2 tiếng. Thank you.
Toàn tăng Phantom Point vậy, mình đâu cần. Mình cần tăng max Phantom Point bằng cách nào đó. Rồi quay lại cậu chơi kiếm nặng. Ý mình là nặng, không phải kiếm mà là nặng. He he he. Oh my god.
Đừng giết tao. Cái đấy đâu nhỉ? Cái này không? Thế mình ấn cái này thì sao nhỉ? Mình không muốn nghịch đâu nhưng... Ok. Đem gì? Human boy à? Thế rồi. Ha.
Mà nếu Human Point là HP thì tại sao Phantom Point không phải PP? Chờ đó, SP là sao? Được đấy. Tao chọn này. Tiếp theo. Level mười mấy rồi mình chẳng ơn á. Mình không thể ngừng chơi à.
Ok, tại phần mình vẫn hết SP rồi. Oh, come on. Hết SP là mình cũng chết à? Mình không nghĩ đến đấy. Chà, yeah, vậy đấy. 205.000 điểm. Yeah, một game cũng đơn giản. Nhưng ít nhất giờ mình biết cái gì kích thích não mình hoạt động rồi.